hành chính đang được ứng dụng rộng rãi hoạt động hành chính công của chúng ta. Nó được tổ chức ở các doanh nghiệp, ở nhiều các cái sở ban ngành và gần như là triển khai ở tất cả các cái cơ quan công quyền của nhà nước. Vậy thì hành chính một cửa là cái gì? Bản chất của hệ thống hành chính một cửa là người ta sẽ tổ chức các cái quy trình công việc để giải quyết các công việc hành chính theo một cái quy trình đã được thiết lập sẵn, và khách hàng chỉ cần tiếp xúc với một đầu mối của hệ thống là nơi tiếp nhận hồ sơ ban đầu. Còn hệ thống thì sẽ lần lượt xử lý theo quy trình đã được thiết lập. Đó là bản chất của hành chính một cửa. Với như vậy thì hành chính một cửa nó mang lại cho khách hàng những cái sự tiện lợi vì người ta không phải đi nhiều nơi, người ta chỉ đến một chỗ thôi. Còn hệ thống thì sẽ giải quyết các công việc theo cái quy trình đã được thiết lập sẵn. Và quy trình này là được thiết kế để giải quyết các công việc với những cái loại hồ sơ chứng từ. Và như vậy thì cái người nhận hồ sơ đầu tiên thì sẽ là người mà sẽ kiểm soát các cái loại hồ sơ chứng từ có đầy đủ hay không. Và nếu đầy đủ thì người ta sẽ thông báo với lại khách hàng là hồ sơ được nhận, gửi biên nhận cho khách hàng và khách hàng sẽ mang về. Rồi chờ đến thời điểm hoàn tất các cái thủ tục thì theo giấy hẹn thì chúng ta sẽ lên nhận. Thì đó là bản chất của vấn đề hành chính một cửa và cái mô hình để tổ chức hành chính một cửa như quý vị nhìn thấy trên màn hình đấy ạ. Đó là gì? Đó là khách hàng sẽ đến tiếp nhận, đến cái bộ phận tiếp nhận hồ sơ một cửa. Ở nơi đây người ta sẽ nhận hồ sơ của khách hàng và cái người nhận hồ sơ này sẽ kiểm soát các loại hồ sơ, xem thứ nhất là có đủ các loại hồ sơ theo quy định hay không. Thứ hai là kiểm soát các cái nội dung bên trong của hồ sơ đó, là các loại chứng từ, những cái loại giấy tờ, thủ tục có hợp lệ hay không. Và nếu như tất cả các loại hồ sơ giấy tờ đã đầy đủ hợp lệ thì người ta sẽ làm biên nhận và gửi lại cho khách hàng. Sau khi đã nhận hồ sơ thì đã được gửi hồ sơ thì khách hàng sẽ cầm cái biên nhận trở về và dựa vào cái ngày hẹn quay trở lại để nhận hồ sơ đã giải quyết ạ. Còn tất cả các công việc giải quyết đó thì là hệ thống tự làm việc với nhau và khách hàng gần như là không không cần biết là họ làm ở đâu, làm như thế nào, họ gặp ai và làm cái gì. Thì đó là cái vấn đề của hành chính một cửa. Sau khi người nhận hồ sơ đầy đủ, viết biên nhận thì cuối ngày hoặc là theo một cái thời gian đã nhất định, đã được định trước trong ngày, nếu là hồ sơ cần giải quyết nhanh thì người ta sẽ chuyển cái hồ sơ đã nhận được đó cho các cái bộ phận chuyên môn về ở phía sau để người ta giải quyết. Và tùy theo cái từng loại công việc mà cái hồ sơ đó được giải quyết nhanh hay là chậm. Ví dụ chúng ta đi công chứng ở các phường xã thì gần như chúng ta chỉ đợi chờ đợi khoảng cỡ 15 20 phút là đã làm xong, đó là quy trình ngắn gọn. Nhưng mà có những quy trình thì cũng phải mất vài tiếng hoặc là vài ba ngày, thậm chí là có thể vài tuần. Thế nên tùy thuộc vào cái quy trình mà người ta thiết lập là hết bao nhiêu thời gian. Nếu mà trong thời gian ngắn thì chúng ta sẽ ngồi chờ để lấy, nếu thời gian dài thì chúng ta sẽ theo hẹn mà lên. Bởi vì sau khi đã gửi cho bộ phận chuyên môn thì cái người nhận hồ sơ đó sẽ phải ký nhận vào cái tập hồ sơ chuyển giao, nhận vào thời điểm nào, bao nhiêu hồ sơ. Sau khi họ giải quyết xong ở cái bước thứ nhất thì họ sẽ chuyển cái hồ sơ lại cho cái bước thứ hai và cũng phải ký vào trong đó là nhận vào thời điểm nào và giải quyết xong vào thời điểm nào, và họ sẽ chuyển dần đến các cái nơi mà giải quyết. Và sau khi đã giải quyết xong thì hồ sơ này sẽ được chuyển trả lại cho cái bộ phận nhận hồ sơ và để trả lại cho khách hàng. Đó là cái quy trình để tổ chức hành chính một cửa đấy ạ. Nó dài hay ngắn nó tùy thuộc vào cái công việc đó là phức tạp hay là đơn giản. Cái điều mà chúng ta lưu ý là gì ạ? Là trong cái quá trình mà xử lý công việc hành chính một cửa như vậy, nếu giả sử như ở cái bộ phận nào đó họ phát hiện ra cái lỗi hoặc sai thì họ sẽ phải chuyển trả lại cái bộ phận mà đã làm sai để tiếp tục xử lý. Và thậm chí là nếu giả sử như cái bộ phận nhận hồ sơ ban đầu mà sai sót
thì hiển nhiên là phải trả lại cho khách hàng để khách hàng bổ sung. Vì vậy cho nên là để hồ sơ giải quyết được thì cái bộ phận mà nhận hồ sơ là phải kiểm tra một cách kỹ lưỡng chính xác để không có cái tình trạng là nhận hồ sơ vào rồi xong rồi trả ra để bổ sung hồ sơ. Thì đó là cái sơ đồ về cái tổ chức hành chính một cửa. Như vậy là sau khi nhận xong thì họ sẽ chuyển về các bộ phận. Trong cái quá trình chuyển các bộ phận thì đến bộ phận nào thì bộ phận đó sẽ phải ký nhận về số lượng rồi là thời gian nhận hồ sơ để làm minh chứng cho cái việc là đúng theo các quy trình. Còn nếu giả sử như xảy ra sai sót thì người ta sẽ trả lại cho cái bộ phận sai sót để người ta xử lý. Cuối cùng thì giải quyết xong thì khách hàng đến hẹn thì khách hàng sẽ lên và chỉ cần đưa cái giấy báo hẹn để nhận lại hồ sơ và chúng ta ra về. Thì đấy là cái sơ đồ về tổ chức hành chính một cửa. Vậy thì chúng ta thấy điều gì? Khi chúng ta tổ chức hệ thống hành chính một cửa thì nó sẽ làm cho khách hàng của chúng ta có rất nhiều lợi ích. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là nếu làm theo hành chính một cửa thì toàn bộ quy trình này là được thiết kế sẵn, được tính toán, được minh bạch. Cái người làm giải quyết thủ tục cũng như là gì ạ, cũng như là cái người mà nhận hồ sơ thì họ sẽ biết được cái công việc là như thế nào. Cái lãnh đạo của đơn vị cũng có thể có cái quy trình để kiểm soát. Và như vậy thì những người làm trong hệ thống sẽ nhận rõ vai trò trách nhiệm của mình cần phải làm vào lúc nào, trong thời gian nào đã được thiết kế sẵn. Nó sẽ giảm phiền hà cho khách hàng vì khách hàng không cần phải tiếp xúc với nhân viên. Còn nộp giấy tờ là xong, còn nhân viên thì thực thi theo công vụ. Nếu như mà có sai thì sẽ báo lại để sửa. Còn nếu không thì hồ sơ không bị sai thì các nhân viên sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch. Và nó cũng cho phép khách hàng đặt ra cái yêu cầu đối với hệ thống là theo cái mức chuẩn đã định ra, thì khách hàng có quyền yêu cầu là hệ thống sẽ phải gì ạ, sẽ phải đáp ứng đúng theo những cái cam kết trong cái thiết kế hệ thống đã chỉ ra. Và tất cả những vấn đề như vậy nó sẽ làm cho hiệu quả công việc cao hơn, bởi vì hồ sơ nhận vào đầy đủ đúng theo quy trình và thực hiện theo đúng quy trình, người ta kiểm soát được chất lượng về công việc. Và như vậy thì làm đúng theo quy trình thì chúng ta đã tính toán được trước và biết trước được cái hiệu quả của công việc ra sao. Thì đó là những cái lợi ích rất lớn đối với hành chính một cửa. Tuy nhiên, nếu thực hiện hành chính một cửa thì chúng ta thấy là bên cạnh những cái lợi ích lớn như vậy thì hành chính một cửa cũng sẽ có một số các cái khó khăn. Và những khó khăn đó cụ thể như sau. Thứ nhất là thực hiện hành chính một cửa thì nó sẽ phải tăng thêm các thủ tục hành chính nội bộ. Ta gọi là thủ tục hành chính nội bộ là bởi vì khi chúng ta nhận hồ sơ, chúng ta phải viết biên lai cho khách hàng. Khi chúng ta chuyển từ bộ phận này qua bộ phận khác thì thay vì như trước đây là chúng ta chỉ đưa hồ sơ lên thôi, thì bây giờ cái bên giao nhận hồ sơ sẽ phải kiểm đếm các loại hồ sơ để ký xác nhận là đã nhận, làm bằng chứng về thời gian cũng như bằng chứng về về công việc đã được bàn giao. Cho nên là gì ạ? Cho nên là chúng ta sẽ phải làm thêm một vài cái thủ tục khi chuyển giao hồ sơ. Nhưng mà cái điều này rất tốt là bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ làm cho chúng ta kiểm soát được một cách rõ ràng về các công việc, có hạn định một cái rõ ràng. Thứ hai là để thực hiện hành chính một cửa thì nó đòi hỏi chúng ta phải am hiểu về công việc và phải có những người am hiểu về công việc thì mới có thể thiết kế được một cái quy trình xử lý công việc sao cho nó hiệu quả. Do đó không phải ai cũng có thể làm được mà phải là gì ạ? Những người am hiểu về công việc, người ta gọi là các chuyên gia. Các chuyên gia sẽ tính toán cái cách thức để làm việc, các loại hồ sơ chứng từ và thiết kế một cái quy trình khép kín làm thế nào để cho việc kiểm soát là nó hiệu quả, và thứ hai là các thủ tục nó được giải quyết một cách hiệu quả nhất. Thì đấy là những cái ưu nhược điểm của tổ chức hành chính một cửa. Bởi vậy cho nên là để có thể thiết kế được và vận hành hệ thống hành chính một cửa thực sự nó mang lại hiệu quả thì chúng ta sẽ cần
một số các cái lưu ý sau đây. Và đó là chúng ta phải thiết kế các cái quy trình và thủ tục một cách rõ ràng và cụ thể. Cái rõ ràng và cụ thể này là để cho gì? Thứ nhất, khách hàng biết để khách hàng chuẩn bị, và thứ hai là những người làm trong hệ thống thì nắm được một cách rõ ràng để xử lý các công việc cho nó hiệu hiệu quả. Thứ hai là chúng ta phải có một cái bộ hồ sơ hướng dẫn về thực hành công việc một cách chi tiết để cho bất kể một người nào được giao nhiệm vụ thì người ta sẽ hiểu được và làm được đúng theo yêu cầu. Cái điều thứ ba rất quan trọng là gì ạ? Là cái quy trình này được thiết kế và phải gắn với cái thời gian để xử lý công việc. Có nghĩa là từng công đoạn hết bao nhiêu thời gian thì phải được ấn định một cái rõ ràng. Để gì ạ? Để những người mà vi phạm trong hệ thống, những người trong hệ thống nếu vi phạm thì họ phải chịu trách nhiệm trước tổ chức và trước khách hàng. Và như vậy thì chúng ta sẽ biết được là cái quy trình công việc nó hết bao nhiêu thời gian và mỗi một bộ phận thì hết bao nhiêu thời gian, và bằng cái thủ tục nội bộ như vậy chúng ta biết được là cái bộ phận nào làm nhanh, bộ phận nào làm chậm. Bởi vì làm xong rồi nếu làm trước thời hạn thì người ta sẽ chuyển cho cái bộ phận tiếp theo là trước thời hạn, nếu làm muộn thì chúng ta sẽ phải chuyển muộn, và trên hồ sơ là nó lưu lại hết về thời gian. Và nhờ cái việc kiểm soát nội bộ được tốt như vậy cho nên là người làm sai phải chịu trách nhiệm, chúng ta có thể quy trách nhiệm được cho các cá nhân hoặc là bộ phận. Và cuối cùng thì để thiết kế tổ chức hành chính một cửa được tốt thì rất quan trọng là chúng ta phải có hồ sơ hướng dẫn để cho khách hàng cũng như những người làm việc và thực hiện đúng quy định. Thì một trong những khâu rất quan trọng đó là cái bộ phận một cửa ấy, những cái người nhận hồ sơ bộ phận một cửa thì phải kiểm tra một cách kỹ lưỡng để gì ạ? Để phát hiện ra là hồ sơ có đầy đủ hay không, có phù hợp hay không, phù hợp hay không. Bởi vì nếu như mà chúng ta kiểm tra không kỹ thì trong quá trình xử lý công việc sẽ phát hiện ra những vấn đề không hợp lý, và lúc đó việc thối lui trả lại nó sẽ làm mất thời gian và nó làm cho diện làm cái công việc nó bị rối loạn. Vì vậy cho nên là nhân viên nhận hồ sơ ở bộ phận một cửa phải hết sức kỹ càng và kiểm soát một cách chính xác để đảm bảo hồ sơ một khi đã nhận được vào là đủ điều kiện, đủ các cái tính chất để chúng ta có thể giải quyết được. Thì nếu mà chúng ta tổ chức hành chính một cửa kiểu như vậy thì nó sẽ phát huy được cái lợi thế của công việc hành chính và nó làm cho cái hiệu quả của công việc hành chính nó tốt hơn. Thì đấy là cái phần bổ sung của chương thứ sáu xin giới thiệu với các bạn. Qua cái việc giới thiệu này thì các bạn nào có ý kiến không ạ? Alo. Được không? Các bạn thấy cái việc tổ chức hành chính một cửa như thế này chúng ta có thể thấy được ở đâu ạ? Công tác hành chính trong trường ta có phải tổ chức theo mô hình hành chính một cửa không ạ? Các bạn nào đánh giá cái quy trình công việc hành chính của chúng ta như là giấy lấy giấy giới thiệu sinh viên vân vân, giấy chứng nhận sinh viên hoặc là các cái thủ tục của chúng ta có phải là được tổ chức theo mô hình một cửa không? Vâng, nếu chúng ta đến làm công chứng ở các cái ủy ban nhân dân các phường ở thành phố Đà Lạt thì chẳng hạn, tôi nghĩ là ở các địa phương khác cũng vậy, thì chúng ta thấy cái cách tổ chức để xử lý các công việc như là đi công chứng, như là xin các cái loại giấy tờ ở các phường là mô hình hành chính một cửa. Bởi vì đến đó chúng ta chỉ gặp một cái người thu nhận hồ sơ của chúng ta, và sau đó thì họ nhận hồ sơ, và nếu thời gian dài thì họ viết giấy hẹn chúng ta, nếu thời gian mà ngắn thì xử lý mà ngắn thì người ta sẽ yêu cầu chúng ta chờ, ngồi chờ, và trong vòng khoảng cỡ 15 20 phút thì người ta sẽ làm xong các thủ tục và gửi lại cho chúng ta. Đó cũng là cái mô hình hành chính một cửa đấy ạ. Ở trường ta thì giải quyết các công việc của chúng ta trên thực tế cũng là mô hình hành chính một cửa. Tuy nhiên cái khác ở cái mô hình hành chính một cửa của trường ta thì nó thiếu đi một vài vấn đề rất quan trọng.
Các bạn có biết là cái quy trình hành chính một cửa chúng ta nó thiếu cái gì không ạ? Ví dụ như chúng ta lên lên khoa để lấy giấy chứng nhận sinh viên, chúng ta sẽ in cái biểu mẫu rồi chúng ta sẽ lên nộp cho văn thư của khoa. Văn thư của khoa sẽ nhận cái hồ sơ của chúng ta và sau đó đi lên trường. Trường giải quyết xong sẽ trả về cho văn thư và chúng ta sẽ lên gặp văn thư để lấy. Mô hình đó trên thực tế cũng là mô hình một cửa đấy. Tức là chúng ta không cần biết là ai ký, ký vào lúc nào, ký như thế nào, chúng ta chỉ cần nộp cho văn thư của khoa và sau đó thì văn thư của khoa sẽ giải quyết các công việc theo quy trình của hệ thống. Sau đó thì chúng ta lên lấy giấy tờ về. Tuy nhiên, cái mô hình của chúng ta có một khiếm khuyết rất lớn. Các bạn có biết khiếm khuyết đó là cái gì không? Bạn nào mà phát hiện ra thì phải nói rằng là rất am hiểu về công việc đấy ạ. Dạ thưa thầy. Vâng, bạn nào phát biểu đây? Dạ em nhóm 10 Có này. à, Clara là Jun. Dạ theo em nghĩ là cái sai sót là về thời gian ạ. Về thời gian sao ạ? Dạ tại vì hồi trước em có đăng ký cái giấy xác nhận sinh viên đó thầy. Vâng. Thì khi mà trên thông báo nói là ví dụ cỡ 3 ngày sau nhận, nhưng mà tới cả tuần em đi lên mấy lần nhưng mà vẫn chưa có ạ. Nhưng mà À, sau khi mà nhà trường đã thông báo một cái quyết định là khi nào thì đăng ký và khi nào thì nhận, thì khi đó thì mới bắt đầu giống như là nó vào một cái hệ thống, nó không còn bị sai sót nữa. rồi, rằng đó là ý kiến của Ryan Jun. Các bạn nào có ý kiến thêm không ạ? Vâng, bạn Rajan Jun đã phát hiện ra một vấn đề đấy ạ. Cái mà hệ thống hành chính của trường ta tổ chức theo mô hình một cửa nhưng mà nó không đúng theo mô hình một cửa, đó là chúng ta không ấn định thời gian của các bộ phận trong các quy trình công việc. Chúng ta chỉ nêu ra được cái quy trình thôi, nhưng mà trong đó chúng ta và phân việc, nhưng chúng ta không làm được cái việc đó là gì ạ? Là các hồ sơ nội bộ không có. Các bạn lên nộp xong thì chúng ta về, chúng ta không nhận được cái giấy báo hẹn mà chỉ là một cái lời hẹn thôi. Trên trường cũng không yêu cầu là khi nộp thì kèm theo cái giấy báo nhận báo phát, tức là nhận bao giờ, nhận hồ sơ nào rồi phát lại. Và đặc biệt là gì ạ? Là đặc biệt là chúng ta không có cái thời gian để giải quyết các công việc đó. Ví dụ như là việc đó phải làm trong mấy ngày, sau bao nhiêu thời gian thì văn thư sẽ đưa lên trường, và sau bao nhiêu thời gian thì chuyên viên của trường sẽ phải làm xong và trình ký, và sau bao thời gian thì phải trả được với khoa. Nó chỉ là ước đoán thôi, trong quy trình không có được cái thời gian fit thời gian. Bởi vậy cho nên là mặc dù được tổ chức theo mô hình một cửa nhưng thời gian thì không xác định. Bởi vậy cho nên là có thể sớm có thể muộn và cũng không ai phải chịu trách nhiệm. Và vì vậy cho nên là như bạn Du nói là chúng ta sẽ không có được cái thời gian một cách chính xác, và cũng không ai phải chịu trách nhiệm trong cái vấn đề là sai sót về mặt thời gian. Bởi vậy cho nên là cái chất lượng về phục vụ là nó chưa tốt. Nếu chúng ta đưa ép khung thời gian vào, ví dụ như là việc lấy giấy giới thiệu hoặc là giấy chứng nhận sinh viên là trong vòng 24 tiếng là phải xong, hay là 48 tiếng, có nghĩa là buổi sáng mà nhận thì buổi chiều là phải đưa lên, và buổi chiều đưa lên trên phòng thì phải sáng mai là phải trả lại cho khoa. Và như vậy là trong vòng 36 tiếng hay là 48 tiếng thì sinh viên sẽ lấy được. Nếu như bộ phận nào làm sai thì bộ phận đó phải chịu trách nhiệm. Đó là cái điều đặc biệt mà tổ chức mô hình hành chính một cửa ở trường chúng ta thì chưa thực hiện được. À, đấy là một số các cái thông tin liên quan đến việc xây dựng mô hình hành chính một cửa.
để giới thiệu với các bạn, và đề nghị các bạn chúng ta cũng lưu ý. Các bạn có thể đến Ủy ban nhân dân của các phường ở Đà Lạt đây, hay là lên hệ thống hành chính của thành phố, thì chúng ta sẽ thấy được là cái sự vận hành của hoạt động hành chính một cửa. Những cái thủ tục ngắn và giải quyết nhanh thì người ta sẽ chờ, những cái thủ tục dài thì sau khi lấy số nộp hồ sơ thì chúng ta sẽ lấy giấy hẹn, và sau một thời gian đúng giấy hẹn, đúng thời gian trong giới hạn, chúng ta sẽ lên giải quyết. Thì đó là cái mô hình hành chính mở cửa. Và đề nghị các bạn cũng cần đọc thêm các cái tài liệu khác để chúng ta hiểu rõ hơn về cái thiết kế hành chính mở cửa. Thì đó là cái phần mà chúng ta nói đến bổ sung của chương thứ 6. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại chương 2, giới thiệu về các cái văn bản, để chúng ta phân tích một lần nữa những cái đúng sai của hệ sống của hệ thống, để nắm thật chắc về cái việc viết văn bản. Bởi vậy cho nên bây giờ như thông báo thì sẽ xin mời lần lượt các nhóm sẽ trình bày. Tiên là nhóm 1, sau đến 1, 2, 3, 4, 5. Nhóm 1 sẽ trình bày văn bản về quyết định, nhóm 2 là tờ trình, nhóm 3 công văn, nhóm 4 là thông báo tuyển dụng, và nhóm 5 là giấy mời. Xin mời 5 nhóm sẽ chiếu cái văn bản của mình lên ạ. Các bạn rõ chưa? Dạ rồi. Vâng, xin mời nhóm 1 đầu tiên ạ. Các nhóm Dạ. khác. Đây là văn bản biên đạo của nhóm im ạ. Các bạn có thấy không ạ? Vâng, đã thấy rồi. Trên Đây. rồi. Dạ, chào thầy và các bạn. Hôm nay em sẽ đại diện nhóm 1 để thuyết trình văn bản quyết định. Vừa phía bên phải của văn bản quyết định là vót hiệu. Phía dưới của vót hiệu là địa danh về ngày tháng ra quyết định. Phía bên tay trái là tên của các cơ quan. Về phía dưới là số văn bản về tên viết tắt loại văn bản, về tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản. Phía dưới quyết định là trích yếu nội dung văn bản vừa vừa việc ban hành văn bản quy định đào tạo đại học hệ chính quy. Tên loại văn bản là hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân, được viết tắt về ghi bằng chữ in hoa. Về phần căn cứ của đưa ra quyết định, căn cứ của tụi em được viết theo từng dòng về không có gạch đầu dòng. Có hai loại căn cứ theo điều lệ trường đại học ban hành theo quyết định, về căn cứ theo quy chế về đào tạo đại học, về căn kề cao đẳng của hệ chính quy ban hành. Vừa nội dung quyết định là gồm có 3 điều. Điều 1 là ban hành của văn bản quy định đào tạo hệ chính quy của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Điều thứ hai là quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bị bãi bỏ. Điều B là các ông bề trường kho về bộ phận trường, các phòng, giám đốc về viện giám đốc, trung tâm, trưởng phòng quản lý đào tạo của sinh viên đại học chính quy chịu trách nhiệm thi hành vừa quyết định này. Vừa phía bên tay trái là nơi nhận của văn bản, là như điều B về Bộ Giáo dục về đào tạo, về đảng ủy về ban giám hiệu. Phía dưới là lưu. Phía bên tay phải là chữ ký của hiệu trưởng trường. Dạ em xin hết ạ. Các bạn có câu Vâng, hỏi gì cho nhóm mình không ạ? có bạn nào, có nhóm nào có câu hỏi ạ?
Hay dạ, nhóm em. Dạ, em xin giới thiệu là em thuộc nhóm quản trị cái 42 kế toán mình. Vâng. Dạ, nhóm em có ý kiến về cái bản quyết định của nhóm bạn đó là cái chữ quyết định thứ hai á, không có Vâng. dấu hai chấm, không có dấu hai chấm bên sau đó. Còn cái phần căn cứ ở trên đó thì mấy bạn cần nên in nghiêng à. Rồi. Giờ con em có thêm một thắc mắc muốn hỏi thầy là cái chỗ về việc đó là mình nên ghi chữ V xuyệt V hay là mình nên ghi rõ để chữ về việc như vậy ạ? Dạ em xin hết ạ. Vâng, cả hai cái thì chúng ta có thể sử dụng được. Nếu mà chúng ta viết tắt thì chúng ta phải có dấu sẹt, còn không thì chúng ta sẽ ghi thẳng vào như vậy. Đúng là đây là quyết định mà các bạn lấy nhưng không có tính cập nhật. Vì theo quy định mới thì chúng ta sẽ phần căn cứ chúng ta sẽ phải in nghiêng. Nhóm 1 nghe phản biện thì thế nào ạ? Dạ. Đúng là chúng ta thiếu cập nhật không ạ? Dạ đúng rồi, chắc là nhóm yêu thích cập nhật các bạn nha thầy. Vâng. Dạ. Theo quyết định 30 ngày mùng 5 tháng 3 năm 2020 thì các cái phần căn cứ của quyết định của nghị định vân vân các thứ thì các cái phần căn cứ là chúng ta sẽ phải ý nghiêng nha. Dạ. Qua nhóm 1 thì chúng ta thấy rằng là mặc dù thì đã chữa rất nhiều lần nhưng mà chúng ta vẫn có những cái sai. Vẫn có sai và đề nghị là các nhóm chúng ta sẽ phải lưu ý cho cái vấn đề đó. Vâng, bây giờ xin mời nhóm 2 ạ. Mời đại diện của nhóm 2 ạ. Giờ đây là văn bản của nhóm em. Vâng. Dạ mọi người có thấy không ạ? Thấy rồi. Dạ thì văn bản tờ trình của nhóm em là bên phải là quốc hiệu tiêu ngữ, còn bên trái là có 3 phần. Phần 1 là mở đầu và nêu rõ lý do cần làm tờ trình. Về phần 2 là đưa ra các ý kiến đề xuất. Phần 3 thì tụi em sẽ kiến nghị cấp trên cho phép hỗ trợ các điều kiện để thực hiện đề xuất đó. Dạ, mời mọi người xem và nhận xét văn bản của nhóm em. Chúng ta hết văn bản đi. Vâng, đây là một văn bản tờ trình của một công ty. Người ký là chủ tịch của hội đồng quản trị. Chiếu lại phần đầu đấy ạ. Vâng, đây là văn bản của công ty và trên thực tế đây là văn bản của hội đồng quản trị công ty Sông Ba Hạ.
Và đây thì chúng ta thấy là thứ nhất là nhóm thì đã nêu ra được tất cả những cái vấn đề liên quan đến một tờ trình, số ký hiệu và các cái yếu tố liên quan đến thể thức văn bản thì đã được trình bày đúng. Cái phần chữ ký thì đó là vì đây là văn bản tập thể, thẩm quyền tập thể là hội đồng quản trị, cho nên là người ký là thay mặt. Còn nơi gửi thì phía trên là có ký gửi, thì phía dưới có phần như trên rồi lưu cụ thể. Tuy nhiên có một điều không phù hợp, đó là nếu theo quy định mới về mặt hình thức ấy, thì sau ký gửi chúng ta phải xuống dòng. Ví dụ như công ty như cái tờ trình này là chúng ta phải xuống dòng và gạch đầu dòng của đại hội đồng ông Tùng Điên và công ty Song Ba Hạ. Nhóm hai rõ không ạ? Rồi, kính gửi nếu gửi một địa chỉ thì chúng ta sẽ viết liền như thế này, nhưng nếu gửi từ hai nhóm địa chỉ trở lên chúng ta phải xuống dòng, và mỗi một nhóm như vậy sẽ gạch đầu dòng. Như vậy thì rõ ràng là nhóm này thì cũng có một cái lỗi nữa, đó là chúng ta cũng chưa đúng về mặt hình thức. Đề nghị các nhóm khác chúng ta lưu ý để chúng ta trình bày cho nó phù hợp hơn. Rồi, xin cảm ơn nhóm 2 và bây giờ xin mời nhóm 3. Dạ thầy ơi, em có một câu hỏi được không ạ? Vâng. À, dạ đối với cái văn bản như nhóm 2 đó thì em chỉ thấy cái phần phía trên ở bên trái là chỉ có tên cơ quan tổ chức ban hành văn bản thôi, thì trong cái một cái văn bản đó thì mình có cần phải bổ sung thêm tên cơ quan tổ chức chủ quản trực tiếp của nó không ạ? Về mặt nguyên tắc chúng ta phải có. Tuy nhiên thì hiện nay có một cái thực tế rằng là các cái công ty, các đơn vị, một số các cái công ty cổ phần, công ty tư nhân thì cho đến hiện nay thì người ta sẽ yêu cầu, vì nhưng mà vì một số các cái công ty như công ty cổ phần cũng thì lại không có các đơn vị chủ quản. Ví dụ như là các công ty tư nhân chẳng hạn, đơn vị chủ quản thì theo quy định của luật pháp thì người ta sẽ ghi là cái đơn vị cấp phép, nhưng trên thực tế thì các cái đơn vị mà độc lập như vậy người ta cũng không ghi các cái đơn vị cấp phép ạ. Ví dụ như là một công ty trách nhiệm hữu hạn của tỉnh Lâm Đồng, đây là công ty tư nhân, và do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, nguyên tắc là sẽ phải ghi là Sở Học Công nghệ, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lâm Đồng và tên công ty đó. Nhưng trên thực tế thì hiện nay các cái công ty độc lập như vậy người ta sẽ không ghi các cái đơn vị. Đó là một thực tế đấy. À, dạ em cảm ơn thầy. Vâng. Rồi, xin mời các đơn mẹ các bạn nhóm bạn. Đại diện nhóm 3 đâu ạ? Nhóm 3 là nhóm 4 nha. Nhóm 3 có giới thiệu không ạ? Nhóm 3 đâu? Dạ, thầy đợi bên em một tí tại vì mạng tụi em đang bị lag á thầy. Chúng ta không chờ nữa, xin mời các bạn nhóm 4 ạ. Các bạn nhóm 4 trình bày đi ạ.
Đi mày đi, mày đi. Dạ, ở phần phía bên tay trái là phần cơ quan công ty ban hành, ở bên phải là quốc hiệu. Đây là thông báo về tuyển dụng thực tập sinh năm 2016. Nó có tổng cộng là 4 phần. Phần đầu tiên là vị trí, số lượng và thời gian để tuyển dụng. Tiếp theo là mô tả về công việc của từng vị trí. Và phần thứ ba là yêu cầu của công việc. Và thứ tư là quyền lợi của từng nhân viên. Vì các bạn chiếu thế này không thể đọc được cái nội dung của nó là như thế nào. Bạn ơi, bạn nhìn góc phải ở phía dưới á, cái chỗ 75% nó kéo cao lên tí cho nó to ra. Góc phải ở phía dưới có cái thanh đấy à, bên cạnh cái số 75% góc phải phía dưới. Các bạn có nhìn thấy rõ không ạ? Và có nhóm nào phát hiện ra cái văn bản này có vấn đề gì cần phải thay đổi không ạ? Dạ thưa thầy là có Vâng, đúng là có. Đó là cái gì ạ? ạ. Dạ, mấy bạn nhóm có thể kéo từ trên lại cho mình nhìn lại từ trên xuống để nói được không ạ? À vâng, mình cảm ơn ạ. Thì đầu tiên chúng ta có thể thấy cái phần ngữ của mấy bạn á là không không nên nghiêng như vậy. Tiếp theo là phần dưới cái chữ thông báo đó là để chữ đó về việc tuyển dụng sinh viên thực tập và có gạch dưới chân nữa. Rồi. Và thêm nữa là các bạn chưa có phần nơi nhận. Và bên cạnh đó thì cái phần chữ ký ở dưới đó thì mấy bạn chỉ cần ghi giám đốc và tên thôi ạ, mấy bạn không cần ghi lại chữ công ty cổ phần ở cái chỗ phần chữ ký ạ. À, dạ em xin hết ạ. Vâng, đó là các cái ý kiến của nhóm đây là nhóm 42 phải không ạ? À, dạ đúng rồi ạ. Bạn chỉ có 42. Vâng, chúng ta thấy cái thông báo này nếu theo thể thức văn bản thì nhóm này có một số lỗi như sau. Thứ nhất là độc lập tự do hạnh phúc chúng ta cũng không nên nghiêng ạ. Thứ hai là chúng ta ở đây chỉ cần ghi số thôi, không cần ghi năm ạ. Số ký hiệu ấy, số 01 xẹt 2016. Thực ra chúng ta đây là văn bản áp dụng luật cho nên là chúng ta chỉ ghi số 1, số và thông báo tuyển dụng thôi. Và cái ký hiệu này nó cũng không đúng. Chúng ta sẽ chỉ cần ghi là 01 thông báo TB thôi ạ. Cho nó gạch ngang là HTK phải không ạ? HTK chúng ta sẽ viết tắt bằng HTK. Đó là hai cái sai ạ. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ phải ghi là
TP và có một dấu chấm HCM. Ngày tháng năm thì được rồi. Cái hình thức sai nữa, như bạn kia đã nói, đó là công ty cổ phần HTK, chúng ta không cần ghi, chúng ta chỉ cần ghi là giám đốc thôi. Rồi, và đây đó là những cái sai của nhóm nhóm ba. Dạ thầy ơi, em có một câu hỏi nữa. Vâng. À, dạ cái văn bản trên báo tuyển dụng như này thì có phải nhất thiết phải bổ sung thêm phần nơi nhận của nó đúng không? À, cũng không cần ạ. À Cái thông dạ em. báo cũng có thể không cần phải nên nhận. Rồi. Có bạn nào hỏi gì nữa không ạ? À, trong này có một điều mà chúng ta cứ nói đi nói lại mãi mà vẫn thực tập nhóm này vẫn vẫn sai. Tuyển sinh viên thực tập phòng sale, phòng điều hành. À, trong đó vẫn đưa vào một cái tiêu chí gọi là vi phạm đến nhân quyền, đó là ngoại hình khá. Tôi đề nghị các bạn chúng ta sẽ không đưa cái tiêu chí liên quan đến nhân phẩm của người tuyển dụng vào. Những vấn đề liên quan đến ngoại hình, chiều cao, cân nặng, vân vân các thứ thì chúng ta sẽ không được đưa vào trong các cái thông báo tuyển dụng. Như vậy là nhóm 4 có đến 1, 2, 3, 4. Có thể xem là 4 lỗi trong cái văn bản này. Vâng, đó là cái văn bản của nhóm 4. Như vậy chúng ta thấy là chưa có một cái nhóm nào viết một văn bản hoàn thiện đúng theo, chưa nói đến nội dung mà chúng ta mới chỉ nói hình thức thôi, cũng đều bị sai rồi. Bây giờ xin mời nhóm 3. Cảm ơn các bạn nhóm 4. Nhóm 3 đâu ạ? Alo? Alo các bạn, nhóm 3 đâu? Như vậy nhóm 3 sẽ từ bỏ quyền thuyết trình của mình. Xin mời các bạn nhóm 5 ạ. Sau các bạn nhóm 5 thì nhóm 6 sẽ thuyết trình về công văn ạ. Dạ thầy chờ em để mở màn hình ra rồi. Vâng, mời nhóm 4. Mời nhóm Từ 5. từ 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 kêu mọi người. Các bạn nhóm 6 sẽ thuyết trình về công văn. Thế thấy chưa mọi người? Thực tế là không thấy cái gì cả. Rồi đâu rồi? Vừa mới show ra này. Đến mặt đâu lại này. Được chưa mọi người?
Rồi, thấy rồi. Chào thầy và các bạn, hôm nay em đại diện nhóm 5 xin thuyết trình về thư mời. Tên đầu tiên là tên cơ quan được viết tắt ở góc bên trái. Thứ hai là tiêu đề giấy mời được in hoa có dấu. Thứ ba là quốc hiệu, tiêu ngữ phía bên ở phía bên phải. Thứ tư phần kính gửi là họ và tên người được mời. Mục đích của họp, địa điểm tổ chức và lý do tổ chức cuộc họp. Cuối cùng là phần chữ ký của lãnh đạo cơ quan hoặc là người chủ trì cuộc họp. Thông tin của người mời họp cần đầy đủ và chính xác. Tóm tắt nội dung cuộc họp để người được mời nắm rõ thông tin cơ bản, thời gian, địa điểm diễn ra sự kiện họp, cung cấp đầy đủ và cụ thể. Với mỗi mẫu giấy mời cuộc họp thì phải với mỗi mẫu giấy mời cuộc họp thì người viết thường chỉ phải viết phần đề nghị, nhưng vẫn có một vài trường hợp đặc biệt cần phải lưu ý đối với người được mời họp và cần phải chuẩn bị. Cần có chữ ký của người đại diện ở cuối mỗi mẫu giấy mời họp, tuyệt đối không được gạch xóa và làm bẩn vào thư mời họp. Vâng, đây là giấy mời và như là cái này là các bạn tải trên mạng xuống đúng không ạ? Vâng, đây là một cái giấy mời và người ta còn có thể thêm cái tên khác là thư mời. Thư mời. Ở đây là cái văn bản có tên loại. Thư mời là một loại văn bản có tên loại. Tuy nhiên thì nó là một cái dạng như là thư mời, giấy triệu tập, vân các thứ, là một dạng văn bản hành chính. Nhưng nó không đầy đủ tất cả các yếu tố và nó có một vài vấn đề. Nó khác với lại thể thức thông thường. Ở trong đây thì chúng ta thấy là mặc dù có tên gọi, nhưng mà viết giấy mời thì cũng cần phải gọi là xưng danh, hay còn gọi là thể hiện thẩm quyền mời. Thẩm quyền mời ở đây là ban giám đốc trung tâm y tế đấy, Phùng Hiệp gửi cái giấy mời đến các thành phần. Ở đây là một cái giấy mời, cái dạng giấy mời chung, viết một giấy mời và có thể gửi tất cả mọi người theo các cái thành phần đã được nêu ra. Người ta có thể viết theo cái kiểu này để về mặt nguyên lý là để tiết kiệm một thời gian. Tuy nhiên thì nó lại không thể hiện được cái sự trân trọng trong cái vấn đề mời, bởi vì nếu như trân trọng thì chúng ta sẽ mỗi một thành phần như vậy chúng ta sẽ có một cái giấy mời riêng. Còn đây chúng ta mời chung tất cả thì về mặt hình thức thì không sao, nhưng mà về mặt tính chất thì mời như thế này thì nó không thể hiện cái sự trân trọng của cái người mời đối với lại cái người được mời. Vậy theo tôi thì chúng ta sẽ không gửi thư mời kiểu như thế này đến các cái vị lãnh đạo. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8. Chúng ta có thể, trung tâm y tế này có thể viết thông báo hoặc là gửi thư mời này cho các cái phòng khám đa khoa, các trạm y tế, cán bộ tuyến cơ sở, cán bộ công nhân viên, có thể viết thư mời chung như vậy. Nhưng mà các cái thành phần như là thường trực huyện ủy, thường trực ủy ban, rồi đài truyền hình, phòng y tế, ông Mai Văn Tình, đó là các cái lãnh đạo cấp trên, thì chúng ta sẽ phải viết giấy mời riêng để thể hiện cái sự trân trọng. Đó là cái văn bản về công văn.
Vâng, xin mời nhóm 6 ạ. Dạ thầy và mọi người có thấy không ạ? Có. Dạ. Em đại diện nhóm 6 trình bày về công văn ạ. Công văn này do Bộ Giáo dục và Đào tạo viết. Bên phải là quốc hiệu và tiêu ngữ, còn bên trái là địa chỉ viết công văn, số hiệu. Đầu tiên là số hiệu, sau đó là Hà Nội ngày 24 tháng 1 năm 2018, kính gửi các cơ sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, các trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm, và nội dung của cái việc mà cho nghỉ ngày 27 tháng 1 năm 2018. Và nơi nhận là như trên, Bộ trưởng Công nhân tin Bộ Giáo dục và Đào tạo và Lưu Văn Thư. Bên bên phải là ký thay Bộ trưởng và người ký là Thứ trưởng ạ. Vâng, đây là cái văn bản mà chúng ta tải từ trên xuống. Tuy nhiên người thuyết trình này thì cũng không nắm rõ lắm về vấn đề liên quan đến số và ký hiệu. Dạ, về số ký hiệu ở đây là ghi như thế nào đây ạ? Dạ, số 6051 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, gạch ngang là công văn ạ. Ở đây chúng ta lưu ý là đây là công văn. Vì công văn cho nên là số và ký hiệu chúng ta sẽ phải ghi dưới số và ký hiệu. Còn đối với lại các cái nơi gửi thì có nhiều nhóm cho nên là mỗi một nhóm sẽ được xếp vào một dòng và phía đầu sẽ có cái gạch đầu dòng. Hà Nội ngày 24 tháng 1 năm 2018. Tuy nhiên ở đây thì về mặt nguyên tắc thì chúng ta sẽ thấy có hai cái sai nữa. Đó là Hà Nội ngày thì đúng rồi, nhưng tháng theo quy định thì tháng từ tháng 1 đến tháng 2 thì chúng ta sẽ phải có số 0 ở phía trước ạ. Ngày 24 tháng là phải ghi 01 ạ, chứ không ghi số 1 ạ. Và thứ hai thì số ký hiệu đây là Bộ Giáo dục Đào tạo thì đúng rồi, đây là đơn vị ban hành văn bản vì công văn không có tên loại. Về mặt nguyên tắc chúng ta sẽ không ghi ký hiệu, không ghi CV đâu ạ. Mà nếu ghi thì chúng ta sẽ phải ghi là cái bộ phận phát hành thì được, ví dụ như là văn phòng hoặc là gì đó. Nếu không thì thôi, chỉ ghi tên của đơn vị. Ở công văn vì không có tên loại cho nên là chúng ta không thể ghi CV. Tôi cũng không hiểu vì sao lại ghi cái văn bản này. Theo quy định thì chúng ta sẽ không ghi ký hiệu của cái công văn là CV. Còn giải thích như bạn thì cũng không rõ lắm. Cái phần đầu tiên là cái gọi là số thứ tự. Thứ hai là tên đơn vị ban hành văn bản. Và thứ ba là cái bộ phận phát hành văn bản. Trong công văn thì người ta có thể ghi cái bộ phận phát hành văn bản. Nhưng cái việc đó là không bắt buộc. Nếu chúng ta ghi thì ghi, mà không ghi thì thôi. Và nếu ghi thì cái bộ phận phát hành văn bản sẽ ghi ở cuối cùng. Đó là cái cách để viết một cái công văn. Rồi, như vậy thì chúng ta đã có 6 nhóm báo cáo, 5 văn bản. Và chúng ta đã nhắc lại những vấn đề liên quan đến viết văn bản và đề nghị các cái nhóm chúng ta cần lưu ý để sau này khi kết thúc chúng ta khỏi bị. Bây giờ thì sẽ mời các bạn nhóm 7 trình bày cái bài của mình.
Dạ, mọi người thấy slide chưa ạ? Thực sự là chưa thấy. Đây, thấy rồi, nhưng hình như bạn này chiếu trên mọi người thấy chưa ạ? Chưa chúc ơi. Thấy chưa mình? Thấy rồi, quay ngang màn hình ra được không? Ok. Dạ rồi ạ. Ủa đâu ạ? Được rồi, chú ơi, cho lại cái trên đầu đi chú. Ok. Cho thầy và các bạn, em xin đại diện nhóm bạn để thuyết một công cải cách công việc cụ thể của công cải cách hành chính về một công việc cụ thể và hiệu quả của nó. Đầu tiên là em sẽ trình bày về quy trình bắn tốc độ là theo thông tư 01/2016 về quy trình bắn tốc độ. Thì đầu tiên là có quy trình, nó là hóa trang sử dụng các phương bị thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, dùng các máy bắn tốc độ. Thứ hai là sau khi chuẩn bị kế hoạch và chấp nhận của đâu rồi Trúc? Dạ thầy đợi nhóm một xíu rồi. Thấy lại chưa Minh?
Đã thấy chứ Mi? Alo Mi ơi. À rồi á. Trúc chiếu lại đi Trúc. Rồi. À, quy trình bắn tốc độ, sau đây em sẽ trình bày phần thuyết trình của nhóm em là quy trình bắn tốc độ như trước đây là theo thông tư 01/2016 thì quy trình bắn tốc độ được diễn ra như sau. Là cái thứ nhất là hóa trang sử dụng các thiết bị phương tiện, các thiết bị phương tiện để như là dùng máy bắn tốc độ. Cái thứ hai là sau khi chuẩn bị kế hoạch và được chấp nhận của tổ tuần tra thì mà cái người hóa trang bắn thì tổ hóa trang phải mặc như là hóa trang như là mặc đồ thường, đứng chỗ khuất và dùng máy bắn tốc độ được Bộ Công an cấp cho để đã kiểm định để ghi hình ảnh phương tiện vi phạm tốc độ. Và sau khi phát hiện vi phạm, cán bộ bắn tốc độ phải thông báo ngay cho bộ phận tuần tra kiểm soát công khai thông qua bộ đàm để dừng phương tiện lại. Và sau khi đã ghi nhận được hình ảnh vi phạm của người và phương tiện tham gia giao thông qua máy bắn tốc độ thì cán bộ ra hiệu dừng phương tiện để kiểm soát và lập biên bản hành chính và xử lý theo quy định của pháp luật. Còn theo gần đây như là theo quy trình của 2021 thì đã bổ sung thêm cái phần là phạt nguội. Năm 2021 thì ra quy trình được phạt nguội sẽ được như tiến hành như sau là bước 1 là công an giao thông là sẽ ghi hình các phương tiện trên đường, bên cạnh đó là công an giao thông sẽ phát hiện các vi phạm qua hệ thống giám sát tự động như là lắp các camera ở trên các cây đèn xanh đèn đỏ hoặc là các trụ cây cột ở trên đường để bắn tốc độ những cái phương tiện nào mà vượt qua tốc độ và vi phạm pháp luật. Bước 2 là hình ảnh đó sẽ được chuyển cho bộ phận trích xuất hình ảnh, trích xuất các trường hợp và vi phạm. Mỗi trường hợp vi phạm được đảm bảo 4 yếu tố pháp lý gồm như là không gian vi phạm, địa điểm hoặc là tuyến đường vi phạm, thời điểm vi phạm, lỗi vi phạm và biển số xe. Bước 3 là công an giao thông là sẽ in thông báo vi phạm thể hiện đầy đủ nội dung vi phạm để gửi về công an phường, xã, thị trấn, quận, huyện và các tỉnh mà người điều khiển phương tiện giao thông đã vi phạm. Em xin trình bày tiếp là hiệu quả của cái quy trình phạt nguội này là thông qua hình ảnh là vừa tiết kiệm được nhân lực, thời gian và vừa chính xác, chặn được những tranh cãi không đáng kể giữa công an giao thông và người vi phạm. Bên cạnh đó cũng có một số hạn chế như là hiện tượng phạt nguội chỉ áp dụng được với phương tiện di chuyển như là ô tô, còn đối với xe máy và lại mô tô lại chưa phát huy được cái hiệu quả của nó là do xử phạt nguội đối với xe máy thì rất khó khăn, phức tạp là do thiếu thông tin của chủ xe. Muốn phạt nguội phương tiện này thì cần phải có các biện pháp thu thập thông tin dữ liệu, thu thập thông tin dữ liệu của cái người về cái người chủ xe. Quá trình phạt nguội này nhờ cái việc lắp camera phạt nguội đã giảm được cái vấn đề là tai nạn giao thông hay vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông hay là cái về vi phạm pháp luật như là vượt quá tốc độ trong năm 2021 đã được giảm đi đáng kể rất là nhiều và đã nâng cao ý thức của người dân do có hệ thống camera giám sát và thu thập thông tin nên cái quá trình này đã được diễn ra hiệu quả. Dạ, bài thuyết trình của nhóm em đến đây là hết ạ. Dạ, các bạn có câu hỏi cho nhóm em không ạ? Vậy thì cái vấn đề ứng dụng khác đây là cái gì ạ?
Ứng dụng gì à thầy? Thì cái cải cách ở đây là cái gì? Dạ, cái vấn đề cải cách ở đây là đưa thêm một cái quy trình mới và trong việc vi phạm giao thông là cái quy trình phạt nguội ạ. Vi phạm mà. Vâng. Ngoài ra có thể giảm được có một phần là về tai nạn giao thông và nâng cao ý thức của người dân hơn ạ. Rồi. Đó là cái phần trình bày của nhóm 7. Tuy nhiên nhóm 7 thì phải nhận phê bình là đã không tác nghiệp chuẩn bị trước một cách kỹ càng. Thứ hai là đã không chuẩn bị về máy tính, sử dụng điện thoại thì không nhuần nhuyễn, làm mất thời gian của lớp, trở đi trở lại mất cả hơn chục phút. Nó không phù hợp với cái việc thuyết trình. Còn về vấn đề ứng dụng ở đây, đó là sử dụng công nghệ để tiến hành xử lý các cái trường hợp vi phạm, người ta còn hay gọi là phạt nguội, với những chứng cứ của hình ảnh. Và việc phạt nguội này thì trên nguyên tắc đó là chúng ta lắp các cái camera giám sát tự động ở các cái điểm nhạy cảm trên các tuyến giao thông, và thay vì cảnh sát phải đứng ra để trực tiếp bắn tốc độ thì các cái camera này sẽ được kết nối với phòng chỉ huy trung tâm, và người ta sẽ kiểm soát thì việc vi phạm này thông qua các cái hình ảnh được quay trực tiếp tại hiện trường, và nó nối vào trong các cái thiết bị của bộ phận điều hành, và từ cái việc trích xuất các cái thông tin thì có được chính xác về thời điểm, về các cái lỗi vi phạm, để từ đó có thể gửi các cái hình ảnh cho các cái chủ xe, để từ đó thì đưa ra các cái mức phạt, thay vì chúng ta phải ra trực tiếp ở ngay hiện trường. Thì đây là chúng ta có thể kiểm soát được từ phía trong trung tâm. Cái lợi nữa là gì? Là chúng Thưa ta sẽ thầy, bây giờ làm gì nữa thầy? và thứ hai là nó sẽ giúp cho chúng ta không phải đôi co với lại khách hàng, và nhờ đó thì việc xử phạt nguội này nó sẽ giúp tiết kiệm được nhân lực, tiết kiệm được cái và đỡ được cái những vấn đề liên quan đến ùn tắc giao thông, vân vân. Hiển nhiên là nó vẫn có những cái vấn đề bất cập, dụ là nó không giải quyết được ngay lập tức những cái sai sai phạm, làm cho cái chủ xe vẫn tiếp tục vi phạm một cái giai đoạn sau đó, cho nên cái tính răn đe nhắc nhở là nó về sau, chứ còn không có cái khả năng để giải quyết tức thời. Thì đấy là một cái ứng dụng rõ ràng, nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm, và nó cũng làm cho cái giải quyết công việc nó trở nên chính xác và hiệu quả hơn. Đó là cái phần thuyết trình của nhóm 7. Và đối với lại phần thuyết trình này thì bây giờ mình còn mấy nhóm nữa nhỉ? Alo. Lớp ta còn mấy nhóm ạ? Dạ Dạ, 9. như là còn 3 nhóm nữa thôi. 3 nhóm nữa thì xin mời nhóm 8, sau nhóm 8 rồi nhóm 9 ạ. Rồi xin mời nhóm 8.
Năm tám thôi. Lo cơm chứ. Xong chưa? Nó còn một nhóm nữa sao? Các bạn nhóm 8 đâu ạ? Của con á, con làm cái này. Alo. Điện nhóm 9 đây thầy ơi. Nhóm 8 đâu? Alo. Nhóm Nghe. Được thầy ơi, Không. cho nhóm chính thuyết trình trước được không thầy? Nhóm của mình không chia sẻ được là do mình không chuẩn bị. Được không, ấy là cho nhóm chính thuyết trình trước được không thầy? Đợi nhóm 8 à. Bỏ qua nhóm 8 đi, mời nhóm 9 trình bày ạ. Nhóm 8 lên thôi thầy.